cận kề ngày ra mắt, Honda City 2020 tiếp tục được hé lộ thêm nhiều hình ảnh và thông tin. Trên fanpage của Honda Việt Nam mới xuất hiện thêm một số hình ảnh rõ nét về nội thất của mẫu sedan hạng B này cũng như thông tin sơ lược về động cơ mới. Theo những hình ảnh mới nhất, Honda City thế hệ mới tại Việt Nam có nội thất được thay đổi khá nhiều. Vô lăng thiết kế kiểu arc co với 3 chấu, màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, điều hòa tự động chỉnh bằng núm xoay thay vì cảm ứng, ghế xe bọc da pha với chất liệu khác, có thể là da lộn, bản RS, hàng ghế trước và sau đều có bệ tì tay. Nhà phân phối tiết lộ thêm rằng City 2020 có động cơ mới. Theo thông tin từ cục đăng kiểm, City mới được đổi sang loại động cơ mới với mã L15ZC, loại cũ là L15Z1. Động cơ này mạnh hơn một chút so với loại trước đây, khoảng 1,4 mã lực. Honda Việt Nam cho biết động cơ của City có công suất cao nhất phân khúc. Mẫu xe này vẫn sử dụng hộp số CVT. Cách đây khoảng một tháng, Honda City thế hệ thứ 5 đã bị dò dỉ thông số kỹ thuật chi tiết của 3 phiên bản là G, L và RS. Theo thông tin đăng kiểm, mẫu xe này còn có thêm bản E, có thể là bản tiêu chuẩn xét theo cách đặt tên gọi của Honda. Trong các phiên bản, bản RS là cao cấp nhất. Bản này có một số trang bị đáng chú ý như hệ thống đèn full LED, ngoại hình thể thao, mâm 16 inch phay phối 2 tông màu. Nội thất xe có màn hình 8 inch cảm ứng, âm thanh 8 loa, điều hòa tự động một vùng, để nổ bằng nút bấm. City năm nay ngoài chìa khóa thông minh còn có thêm tính năng để nổ xe từ xa. Honda City 2020 dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 9 tháng 12 tới đây, nhưng phải đến tháng 1 năm 2021 mới có xe giao. Điều này đồng nghĩa với việc khách mua City mới không được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Xe đã có thể đặt được trước từ ngày 26 tháng 10. Giá dự kiến được đại lý thông báo cho các bản G, L và RS lần lượt là 560 triệu, 600 triệu và 620 triệu đồng. Trong phân khúc sedan hạng B, Honda City là mẫu xe duy nhất được đổi sang thế hệ hoàn toàn mới trong năm nay. Một số mẫu xe khác như Mitsubishi Ace, Mazda 2 hay Hyundai Accent sắp ra mắt đều là bản nâng cấp giữa vòng đời facelift. Với nhiều thay đổi ở thế hệ thứ 5, City 2020 có thêm cơ hội bám đuổi hai đối thủ đang xếp trên về doanh số là Vios và Accent.